Mới ra mắt tại Việt Nam, Hyundai Elantra đã có bản nâng cấp 2024. Hyundai Elantra 2024 vừa chính thức được giới thiệu ra thị trường toàn cầu với một số nâng cấp rất đáng chú ý. Đây là phiên bản nâng cấp của Elantra vừa ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối năm ngoái. Mẫu sedan hạng C có diện mạo bắt mắt hơn nhờ cản chống va được thiết kế lại, các tùy chọn trang trí mới bên ngoài và bên trong cũng như công nghệ được nâng cấp. Các sửa đổi về kiểu dáng tập trung ở phần đầu xe, nổi bật là lưới tản nhiệt nhỏ hơn, đèn pha mỏng hơn và các hốc hút gió lớn hơn nhằm cải thiện khả năng làm mát và khí động học của xe. Đáng chú ý, Elantra không được trang bị đèn LED định vị chạy ngang toàn chiều rộng của thân xe giống như hầu hết các mẫu xe Hyundai mới, thay vào đó là một miếng chrome sáng bóng giữa các đèn chạy ban ngày. Phần còn lại của thân xe hầu như không thay đổi ngoại trừ cản sau thể thao hơn và hầm hố hơn, cùng với các thiết kế mới cho bánh xe hợp kim 15 inch, 16 inch và 17 inch. Cụm đèn hậu LED thiết kế mô phỏng hình chữ H. Các chi tiết thân xe mô phỏng hình chữ N nằm ngang, trong khi đuôi xe có những đường G, góc cạnh và dứt khoát. Di chuyển vào bên trong, các điểm mới được giới hạn ở các kết hợp giữa màu sắc, chất liệu mới và một số bổ sung cho thiết bị. Bảng điều khiển kỹ thuật số, màn hình kép 10,25 inch vẫn giống như đời cũ trên các phiên bản cao cấp, trong khi các phiên bản thấp hơn dùng đồng hồ kỹ thuật số 4,2 inch sau vô lăng và màn hình thông tin giải trí kích thước 8 inch. Ghế ngồi bọc da màu đen, be, xanh và Hyundai xử lý theo cách thân thiện với môi trường thông qua các chất liệu tái chế. Các tính năng mới bao gồm chìa khóa kỹ thuật số, chức năng đặc biệt trên hệ thống điều hòa khi hành khách rời khỏi cabin nhằm giảm độ ẩm và chống nấm mốc, mùi hôi, bổ sung thêm túi khí với số lượng tối đa là 8 túi khí, camera hành trình tích hợp ở phần trên của kính chắn gió. Ngoài ra còn có hệ thống âm thanh cao cấp Bose với 8 loa và bộ khuếch đại, đế sạc điện thoại không dây, ghế trước có sưởi và thông gió cũng như hàng ghế thứ hai có sưởi. Tại Hàn Quốc, Hyundai Elantra 2024 có sẵn các tùy chọn động cơ xăng LPG và Hybrid. Động cơ xăng Smart Trim 1.6 lít hút khí tự nhiên sản sinh công suất tối đa là 121 mã lực. Động cơ 1.6 lít LPI đốt bằng LPG tạo ra công suất 118 mã lực, trong khi động cơ Hybrid tự sạc cho công suất tối đa là 104 mã lực. Các kỹ sư Hyundai cũng đã nâng cấp hệ thống treo để mang lại cảm giác lái ấn tượng hơn. Thời điểm hiện tại, công ty không công bố bất kỳ thông tin nào về biến thể N-Line hay là biến thể N hiệu suất cao. Hyundai Elantra bản nâng cấp đã có sẵn tại Hàn Quốc, giá bán khởi điểm từ 19.970.000 won, tương đương 15.287 USD cho phiên bản Smart Trim chạy xăng tiêu chuẩn và tăng lên 32.630.000 won, tương đương 24.979 đô la cho phiên bản Inspiration hàng đầu của phiên bản Hybrid. Hiện tại chưa rõ Hyundai Elantra 2024 bao giờ sẽ được đưa về Việt Nam. Tuy nhiên so mới ra mắt phiên bản 2023, thế nên nhiều khả năng năm 2024 hoặc 2025 phiên bản này mới có mặt tại thị trường Việt Nam.